Hải Dương, ngày 1 tháng 1 năm 1851, Đức Cha Lêm bị trảm huyết. Thầy Khang bị giam cầm hơn 1 tháng với 2 lần bị tra tấn khủng khiếp. Thầy bị trận đòn dã man, máu chảy xuống lên láng vì không chịu khai nơi ẩn trốn của các vị đạo trưởng. Lần thứ hai thầy bị đánh 120 roi như tử. Trong tù sống chung với giáo dân, thầy tổ chức đọc kinh chung và làm việc thống hối đền tội để chuẩn bị lãnh nhận phúc tử đạo. Ngày 6 tháng 12 năm 1861, thầy Nguyễn Duy Khang chịu trảm huyết tại pháp trường Nam Hậu, Hải Dương, được chôn ngay tại nơi xử án. Đến năm 1867, thi hài được cải táng đưa về an vị ở nhà nguyện họ Kẻ Mố. Thầy Giuse Nguyễn Duy Khang được nâng lên bậc chân phước ngày 20 tháng 5 năm 1906 và được tôn phong điện thánh ngày 19 tháng 6 năm 1988. Mời cộng đồng đến. Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và tại
danh sùng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn công thiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Những tuần này chúng ta nghe tới nghe lui đến độ nhạc lỗ tai chuyện Chúa Giêsu nói về bánh hàng sống. Thế nhưng mà kỳ thực bánh hàng sống chính là lương thực nuôi dưỡng linh hồn của chúng ta. Thế nhưng nhiều lần nhiều lúc trong cuộc đời chúng ta trẻ nải, chúng ta thờ ơ và chúng ta đã không cảm nhận được bí tích tình yêu, để chúng ta không đến để kiếm múc bí tích tình yêu ấy. Xin Chúa thêm ơn cho mỗi người chúng ta, để ngày mỗi ngày chúng ta luôn luôn cảm nghiệm được Chúa yêu ta, để ta chạy đến với bí tích thánh thể và kết hợp với Chúa là nguồn sống đích thực của đời ta. Để xứng đáng là một nhiệm thánh, chúng ta cùng xin Chúa tha thứ cho chúng ta vì những tội lỗi, những yếu đuối của phần người chúng ta. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mỗi lần. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trong đời đồng chứng, các tín thần, các thánh và anh chị em, cần cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Thank you.
Lạy Chúa, Chúa dành muôn ân huệ thiêng liêng cho những người yêu mến Chúa, xin đổ tràn tình yêu nồng nhiệt xuống tâm hồn chúng con, giúp chúng con một niềm mến Chúa trong mọi sự và hơn mọi loài, hầu được hưởng gia nghiệp Chúa hứa là gia nghiệp cao quý hơn những gì lòng người dám ước mong. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời. Lời Chúa trong sách Châm Ngôn: Đức khôn ngoan đã xây các nhà mình, dựng nên bảy cây cột, hạ thú vật, pha chế rượu, dọn bàn ăn và sai các nữ tỳ ra đi. Đức khôn ngoan còn lên các nơi cao trong thành phố và kêu gọi: Hỡi người ngây thơ, hãy lại đây. Với người ngu si, Đức khôn ngoan bảo: Hãy đến mà ăn bánh của ta và uống rượu cho ta pha chế. Đừng ngây thơ trở dại nữa và các con sẽ được sống. Hãy bước đi trên con đường hiểu biết. Đó là lời Chúa. Đó là lời Chúa.
Chúa cùng anh chị em và cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: Tôi là bánh hàng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống. Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được? Đức Giêsu nói với họ: Thật tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Và thịt tôi thật là của ăn và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hàng sống đã sai tôi và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, trong cuộc sống đời thường của chúng ta, người ta vẫn thường nói với nhau trông mặt mà bắt hình dáng. Má con đẻ con ra, con vừa xấu vừa vô duyên vừa khù khờ. Hôm thứ hai vừa rồi đi qua bên Vĩnh Long đi đám tang của bà cố Đức Ông. Trên xe có ba người xuống xe, thì ban hàng giáo rối rít chào hai cha kia, bởi vì nhìn hai tướng cha đó cao to đẹp trai, mà chắc có lẽ nhìn giống cha hơn. Còn con thì họ mảnh mặt nhìn thì cũng đúng, tại nhìn mặt khờ khờ, ai thèm chào lão cha. Chuyện đó rất là bình thường trong cuộc đời, và người ta hay nhìn bề ngoài để người ta đánh giá. Một đứa trẻ sinh ra mắt nó to, mũi nó bự, tai nó lớn, thì người ta nói thằng này tướng nó nhìn khôn. Rồi mình đi ra đường, mình gặp người này người kia, mình nhận định nhìn mặt nó khôn ghê nha. Chuyện đó cũng bình thường trong cuộc đời. May mắn thì người ta khôn, còn kém may mắn thì gọi là kém khôn. Thế nhưng mà cái sự khôn ngoan của con người đánh giá và con người nhận định, nó khác với cái sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Các tông đồ đã nói cho chúng ta, người Do Thái tìm lẽ khôn ngoan, người Hy Lạp tìm dấu lạ, còn chúng tôi đi tìm một Đức Giêsu Kitô mà Đức Giêsu Kitô chỉ đóng đinh. Rõ ràng là giữa cái nhìn của mỗi người nó khác nhau. Ai cũng cần sự khôn ngoan cả, nhưng sự khôn ngoan của người đời nói cho bạn cùng đều là bất đi. Bởi vì anh khôn ngoan lắm, cùng lắm anh là bác sĩ, kỹ sư, hay cùng lắm anh đi tu, anh là bà Phước, anh là ông cha, thế cùng lắm cũng được làm giám mục. Hồi chiều nghe con nói chuyện với anh cha em, mấy bữa nay anh lo lắng lắm, anh sợ anh làm giám mục. Mà khi anh làm giám mục là không có chơi với em nữa đâu. Mà giả sử như có làm giám mục đi, cuối cùng cũng xuôi hai bàn tay nằm xuống. Mấy ngày nay mọi người có lẽ sốc với cô diễn viên
dễ thương tên là Mai Phương, cuộc đời mới có 33 tuổi, ung thư phổi giai đoạn cuối. Cũng thêm lời cầu nguyện cho cô ta lành bệnh, nhưng ai nào đó vướng vào căn bệnh ung thư thì không sớm thì muộn cũng phải lãnh cái án tử sớm hơn mình. Và rồi rõ ràng là cuộc đời của chúng ta, dù chúng ta trăng bỏng cỡ nào đi chăng nữa, cuối cùng cũng phải chết. Và chuyện quan trọng đó là đi tìm sự khôn ngoan, mà là sự khôn ngoan của Thiên Chúa, như trong bài sách Châm Ngôn mà chúng ta vừa nghe. Đức khôn ngoan đã xây cất nhà mình, dựng nên 7 cây cột, hạt cú vật, pha chế lục, dọn bàn ăn. Đức khôn ngoan đó nói về ai? Đức khôn ngoan đó nói về hình ảnh một Thiên Chúa. Và Thiên Chúa đã trao ban đức khôn ngoan ý cho nhân loại, đó chính là Chúa Giêsu Kitô. Thế nhưng rồi mấy ai tin nhận và đón nhận đức khôn ngoan ý vào trong cuộc đời của mình? Khi mà đọc cái bài tin mừng này, con cho Chúa Giêsu điểm 10 về sự tự tin. Ở cái nhà thờ chỗ con ở có thằng bé, nó bé bé nên đặt tên nó là Hột Mít. Nó dễ thương lắm, nó tự tin lắm. Hai con đứa nhỏ không biết mấy gì huấn luyện nó là sao á, nó được cái ơn can đảm. Con mà đứng đây giữa cầu vàng, con nói con luôn á, năm ba người mình vẫn dẫn được chứ đứng trước cầu vàng con sợ lắm. Mình khù khờ mình đứng trước cầu vàng mình sợ. Còn thằng bé nó đứng lên nó hát solo, con khen nó bởi vì nó tự tin, nó can đảm, nó không biết sợ. Còn con đứng đây con sợ lắm, con nhìn xuống cầu vàng con sợ luôn lắm. Mà ngày hôm nay mình thấy Chúa Giêsu được điểm 10 ở cái tự tin. Tôi là bánh hàng sống từ trời xuống, nhưng mà xin lỗi, không ai quảng cáo về mình hết. Quảng cáo về mình là dở lắm, phải để cho người khác quảng cáo về mình. Nhưng Chúa Giêsu ngày hôm nay lại quảng cáo về mình. Và chính ai mà quảng cáo về mình là người khác khó tin hơn. Giữa một cái hội đường Do Thái râu ria sồn soàn, tóc dài chạy vô, tôi là bánh hàng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ sống muôn đời, ai mà tin được. Thế nhưng mà Chúa Giêsu là người đáng tin, và Chúa Giêsu là người cần tin. Và chúng ta nhìn thấy không có một cái đạo nào như đạo của Giêsu. Chúa Giêsu đã chết và Chúa Giêsu đã hiến mình trên bàn thờ thập tự, và nay là mình thầy, anh em hãy cầm lấy mà ăn, này là máu thầy, anh em hãy nhận lấy mà uống, vì đây là máu giao ước mới, giao ước vĩnh cửu, một cái tình yêu vĩnh cửu mà Chúa Giêsu trao ban cho nhân loại. Chúng ta thấy có cái đạo nào mà đi tới nhà thờ mà được cùng lên chấm một cái chén, cùng ăn một tấm bánh của Giêsu không? Và tấm bánh đó là gì? Là tấm bánh tình yêu. Ai ăn bánh này sẽ sống đời đời, mà có cái sự sống nó luân chuyển trong mình. Chúa Giêsu của mình tuyệt vời quá. Ngài có một cái sáng kiến mà không ai nghĩ ra, đã chấp nhận bẻ cái thân mình ra, nghiền nát cái thân mình ra để cho đồng nhân loại ăn cái tấm bánh đó. Và để rồi ai ăn cái tấm bánh đó thì có sự sống và có tình yêu trong mình. Chắc chúng ta còn nhớ đến hình ảnh của Elia nằm dưới cây thầu dầu chém quá chừng chết. Chúa ơi, cuộc đời con quải quá rồi, cho con chết đi. Nhưng sau khi ăn bánh và uống nước của thiên sứ mang đến, Elia đã có sức để lên núi Horeb gặp Chúa. Và gần gũi nhất với chúng ta nhớ đến Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuật. Ở trong cảnh tù đầy biệt giam, với 3 giọt rượu trên tay mỗi ngày, Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuật đã dâng thánh lễ mỗi ngày và kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu Thánh Thể. Và chính nhờ cái hồng ân của Chúa Giêsu Thánh Thể ấy,
Cái dòng máu tình yêu của Giêsu Thánh Thể kết hợp với cuộc đời của Francisco Xavier để Ngài hóa giải sự hận thù thành yêu mến. Những người cai tù Ngài yêu mến Ngài và trở lại đạo. Một gương mẫu của một người say mê Thánh Thể, yêu mến Thánh Thể, đó là Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Quận. Hiệu quả của bí tích Thánh Thể có đó và còn đó cho chúng ta, để chúng ta học và chúng ta thấy. Nhưng mà liệu rằng chúng ta có cảm và chúng ta tiếp nhận Chúa Giêsu trong tấm bánh này là tấm bánh tình yêu hay không? Ngày hôm nay người ta khôn quá, ăn ngon, mặc đẹp, tính toán ghê quá, tính kỹ lắm, ra chợ để kiếm cái gì ăn cho nó ngon. Chi phát, xô cũng chết, rụng đế cũng chết, cao lương mỹ vị cũng chết, gói mì gói cũng chết, tô cháo trắng cũng chết, sơn hào hải vị cũng chết. Có ai thoát khỏi cái chết đâu, ý vậy mà cứ ngày ngày đi cắm thúi, đi lấp đầy cái túi than của mình và đi ăn cho thiệt là ngon, đi tìm món gì thiệt là bổ, ăn đồ bổ càng nhiều càng chết. Mà ngày hôm nay ăn nhiều chết nhiều, bởi vì thực phẩm toàn là hóa chất không à. Khôn quá khôn, khôn theo kiểu người đời. Tình yêu của Chúa Giêsu trên bàn thờ này không bao giờ mất tiền, ngày nào cũng có đó. Nhưng mấy ai chịu khó đến với Chúa, đến với Chúa một tiếng đồng hồ sao mà nó dài quá. Hôm nay gặp con cha vừa xấu vừa vô duyên giảng giai, dài dở bực mình lắm á. Mình đến với Chúa mà mình tính toán chi ly lắm, mình đến với Chúa mà mình sợ ngồi lâu giờ, và điện thoại thì há hồ mà đổ. Đi lễ Phật, đi lễ gốc, đi lễ gốc cây, đi lễ Phật, đi ăn tiệc thì tranh thủ ngồi bàn trên để được cầm micro hát, mà không biết mình hát cái gì, để được ăn lẹ, được ăn ngon. Còn đi đến cái bàn tiệc Thánh Thể thì ngồi cho nó xa, ngồi càng xa càng tốt. Nhìn về lại soi gương với mặt mình đó, vừa xấu mà vừa vô duyên đó. Đi đến bàn tiệc Thánh Thể của Chúa thì phải ngồi xa xa, sợ Chúa thấy. Còn đi ăn tiệc mà phải ngồi bàn cao để thể hiện, thượng tọa thích thể hiện mà. Đi đâu cũng thích thể hiện, tôi là thế này thế kia, tôi là ông này bà kia, tôi phải ngồi bông trên cơ. Bàn tiệc Thánh Thể có ai ngồi bông trên không? Tính toán kỹ quá, tính không bằng Chúa tính đâu. Chúa khều một cái là coi như xong mà. Cứ lo nuôi cái thân mập tròn béo tốt này đi, được lời lãi cả mà thế gian, lỗ vốn mất linh hồn được ích gì. Cứ lo nuôi cho bọc cái thân mà không bao giờ nghĩ đến cái linh hồn của mình, thấy tội lắm. Cuối cùng mất cả trì lẫn chài, không được cái gì cả. Cái thân xác cuối cùng cũng phải nằm xuống, chui xuống ba tấc đất. Mà cái linh hồn biết nó đi đâu? Tại có bao giờ đến Chúa, có bao giờ chạy đến để kiếm một cái tình yêu của Chúa, để rồi từ cái tình yêu của Chúa mình san sẻ tình yêu đó cho chị em đồng loại đó. Ngày nay người ta vô cảm thì cũng dễ lý giải lắm. Người ta có cảm tình gì với Chúa đâu mà người ta có cảm tình với anh chị em. Nếu mà người ta kết hợp mật thiết với Chúa thì đời sống người ta sẽ khác. Người ta nhìn lên một Giêsu tình yêu thương người ta, thì khi ấy người ta mới thương anh chị em đồng loại. Còn Chúa ở nhà tạm đây có bao giờ đến đâu. Chủ nhật bố thí cho Chúa được 45 phút, lễ xong về Chúa ở trong nhà tạm tiếp nha, tuần sau tới gặp. Chứ đi theo em không có mần ăn được cái gì hết. Đi theo em không có buôn gian bán lợn, em không có ăn gian nói dối, em không có nói hành nói xấu người khác được. Hơn ở nhà tạm chơi tiếp nha, tuần sau nghe. Mình đối với Chúa như thế đấy. Chúa thương mình quá nhiều, nhưng mà mình không cảm nhận được cái tình yêu của Chúa, để rồi mình vô cảm với Chúa và vô cảm với chính anh em của mình. Xin Chúa thêm ơn cho mỗi người chúng ta, để chúng ta đừng đi tìm kiếm sự khôn ngoan của người đời, mà tìm kiếm sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Như Thánh Phaolô mới mời gọi chúng ta, anh em hãy tỉnh thức, đừng kẹt kén say sưa.
vì tất cả những điều đó làm cho con người ta ra xa đọa. Xin Chúa cho chúng ta nhìn lên một bí tích tình yêu Chúa Giêsu yêu chúng ta vô cùng, để chúng ta năng chạy đến với bí tích tình yêu ấy. Và khi có Giêsu tình yêu trong lòng, chúng ta sẽ chia sẻ với anh chị em đồng loại của chúng ta. Tôi tin tin một Thiên Chúa là Cha toàn năng, thank you.
Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống này và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã đi trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được hòa hưởng ánh sáng tôn nhẹ Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Chúa Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse và Cha Năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được khen ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện nhân Cha hạ sanh, nước Cha trị dân, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng bái thương trên những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa đồng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô. Đến cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin vì đến đức tin của Hội Thánh Chúa, xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiện trì muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
trở nên giống như người để mai sau được vào thiên quốc cùng người chung hưởng phúc vinh quang. Vì hàng sông và hiển trị muôn đời. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần xuống phúc lành trên anh chị em. Lễ xong chúc anh chị em ra về.